chào mọi người. Hôm nay trên tay mình đây là một cái con tai nghe mới nhất đến từ Audio Technica. Và con này cũng có mức giá cực kỳ dễ chịu luôn. Khoảng dưới 2 triệu thôi. Thì sản phẩm này sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Sony DHCH500. Và cái chất lượng build cũng như cái chất lượng hoàn thiện và chất âm của Audio Technica chắc có lẽ mình cũng không cần phải nói gì thêm nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ cùng mở bên trong ha. Xin lỗi các bạn, với cái hộp này nó cũng trong quá trình vận chuyển nó hơi bị mót một chút xíu. Nhưng mà không mong các bạn thông cảm nha. Rồi. Mở bên trong rồi. Thì thật sự mấy đồ của Audio Technica thì thật sự đóng gói rất là đơn giản luôn. Đóng gói đơn giản hơn Sony khá nhiều và đặc biệt những hàng khác nữa. Nhưng mà bây giờ mình mở bên trong thôi. Thì đây, các bạn có thể thấy bên trong nó chỉ có phụ kiện duy nhất là một cái dây USB, micro USB thôi, dây sạc micro USB ha. Bởi vì cái tầm giá khoảng dưới 2 triệu thì hiện tại thì mình biết là tất cả các con tai nghe luôn thì đa số đều chỉ sử dụng đó là một cái cộng kết nối là Bluetooth USB thôi, chứ không còn có dây 3.5 để kết nối các bạn khi hết pin đâu. Ở đây, các bạn có thể thấy bên ngoài ha, nhìn trông khá là đẹp mắt. Màu trắng ngọc trinh nhìn cũng đẹp luôn. Earpad hay headband cũng màu trắng luôn ha. Thì cái con này á, được có một cái đó, cái thứ nhất là đầu tiên điểm mình muốn nói đến đó là điểm mạnh của nó là về thời lượng pin. Thời lượng pin thì khoảng đến 40 tiếng là các bạn có thể sử dụng trong vòng 2 ngày luôn, cực kỳ thoải mái luôn. Thứ hai á, là cái thằng earpad và headband của này mặc dù cái giá nó rẻ nhưng mà là cái chất liệu earpad nó rất là ok. Và khi mà đeo thì cảm giác nó gần giống như M50 luôn, cái bass nó có độ đàn hồi và đệm khá là tốt. Về cái mặt kết nối thì kết nối cũng khá đơn giản luôn. Để mình lặn cho các bạn xem gần theo ha. Rồi đây, các bạn thấy ha. Ở bên phải thì sẽ là cái nút điều khiển luôn. Nó cũng điều khiển khá đơn giản. Cái này là cái nút nguồn này. Các bạn chỉ cần gạt lên một cái là nó sẽ lên nguồn thôi. Đây, đèn trắng ha. Thì cái này không có nút pairing nên các bạn chỉ có thể kết nối một sản phẩm thôi. Nhưng mà thứ hai nữa là khi các bạn mở lên á thì nó sẽ tự động nó chuyển qua chế độ là tìm Bluetooth luôn. Nó chắc xanh đỏ luôn, các bạn không cần phải nhấn giữ nút nguồn hay gì hết, chỉ cần gạt lên một cái nó sẽ tự tìm Bluetooth luôn, khá là tiện lợi ha. Cái này cổng sạc này. Và cái này cũng là cái nút điều khiển luôn, ba cái nút điều khiển rất là đơn giản thôi. Nó cảm giác rờ cũng khá là rõ. Hai nút này hai nút tăng giảm âm lượng này. Cái nút này play sport hoặc nghe gọi luôn. Sản phẩm này thì cũng có nghe gọi tích hợp trực tiếp trên tai luôn ha. Một điều mình muốn nói nữa là cái bên trong này á, thì cái driver của nó là driver 40mm, chất âm của nó cũng khá là ok, có cái giọng cũng dễ nghe và cái tiếng vocal cũng khá rõ, giải mix cũng tương đối tốt. Mặc dù cái bass của nó sẽ hơi thua Sony một chút xíu, nhưng mà cái giải mix và giải treble thì tổng thể cân bằng mà nói thì nó vẫn khá là ok, chất âm vẫn khá tốt với một con tai nghe dưới tầm 2 triệu ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video ha.